Hello công giáo, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Với cái sự phát triển như vũ bão của ngành công nghiệp nước hoa hiện nay và chúng ta hàng năm đón nhận hàng nghìn, hàng chục nghìn những sản phẩm được ra mắt đến từ các thương hiệu khác nhau, thì đôi khi chúng ta sẽ thấy rằng mùi của chai A sẽ có cái gì đấy na ná hoặc là clone của mùi chai B. Đấy là điều chúng ta không thể tránh khỏi. Thậm chí là những nhà nước hoa niche hoặc indie hiện nay thì mình cho rằng phải đến 50% đã không còn giữ được cái chất, cái tiêu chí, ví dụ như thị trường ngách chỉ để phục vụ cho một số lượng khách riêng biệt, mà hiện nay họ giống như kiểu họ lợi dụng đây là một brand của niche và sau đó là cái juice của họ là một cái mùi hương hết sức phổ thông và sau đó bán ra thị trường với cái giá cắt cổ. Thì mình nghĩ rằng lợi nhuận thì không ai có thể cưỡng lại được. Do vậy chúng ta sẽ phải làm gì? Tất nhiên về sản xuất thì chúng ta không thể làm được. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm có sẵn ở trong tay chúng ta và chúng ta sẽ layer mùi, chúng ta sẽ phối hai mùi ấy để tạo nên một cái gì đấy nó có thể nó mới mẻ hơn, có gì đấy nó lạ hơn, thì điều đấy chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Và đấy là cái chủ đề trong video ngày hôm nay, layer mùi hương, và chúng ta sẽ tự sẽ thành trở thành những phù thủy mùi hương theo cách chúng ta mong muốn. Tất nhiên thì anh em sẽ cần phải có một chút cái tham khảo, một chút cái tìm hiểu, và mình sẽ chia sẻ đến các anh em những cái gì mình biết. Mình sẽ chia sẻ các anh em trong video này layer mùi hương, những cái combo layer mùi hương mà chúng ta sẽ trở thành một phù thủy mùi hương theo cách mà chúng ta mong muốn. Ok, còn bây giờ anh em mình hãy ngồi thư giãn và let's go. Đầu tiên đó là combo hai mùi hương Prada Lolom và Paul Smith Rose. Tại sao mình lại chọn hai tông mùi này? Để nói về Paul Smith Rose, đây là một chai nước hoa nốt hoa hồng tươi mà mình đánh giá rằng rất rất là có võ. Mặc dù giá thì mềm, thế nhưng võ nghệ thì cũng rất là cao cường. Còn Prada Lolom, đây là một mùi hương của powdery, một chút iris cộng thêm một cái chút bột bột. Đó, thì đấy là cái tông mùi của chai nước hoa này. Thì mình nghĩ rằng ở một chai nước hoa có nốt mùi hoa hồng tươi, nhẹ nhàng, và nếu như kết hợp với một chai nước hoa mà có một cái tông powdery, một chút bớt phấn, một chút bột, thì nó sẽ tạo nên một cái mùi phấn hồng rất rất là thú vị. Và mình vừa thử xem, thực sự là rất rất là tuyệt vời. Khi mà chúng ta kết hợp giữa hai chai nước hoa này, chúng ta sẽ nhận được một chút phấn thêm cùng với cái mùi hồng tươi, ngửi một chút hơi dày, một chút hơi phấn, và cái vị hồng đấy nó vẫn còn ở đấy nhưng nó dày hơn, và nó cảm giác rất là, đối với mình thì rất rất là dễ sảng khoái khi mà ngửi. Do vậy nếu như anh em nào ưa thích một cái tông mùi phấn cộng thêm với có thể là hoa hồng, hoa lan hoặc hoa jasmine, hoa nhài chẳng hạn, thì chúng ta có thể thử cái combo này. Còn đối với mình, Prada Lolom và Paul Smith Rose đó cho hương floral, hương hoa. Tiếp nữa đó là Butterfly Mango Leaf và Kenzo Pure Fame. Đây là một chai nước hoa thuần mùi quả xoài chín đó, một hãng, một thương hiệu đến từ Thái, và một mùi hương của quả xoài chín mọng rất rất là giống như kiểu khi mà chúng ta cầm một quả xoài chín mà chúng ta ngửi, hoặc là một cái ly sinh tố xoài chín mọng rất rất là phê. Và Kenzo Pure Fame thì đây là một cái mùi sen nhẹ nhàng đó, thì khi mà chúng ta kết hợp hai cái nốt mùi này lại, chúng ta sẽ nhận được một chút vị xoài chua, vị xoài ngọt thơm cộng với cái hương sen vừa đủ. Thật ra là mình thấy là hai cu em này mà kết hợp lại với nhau, nó tạo nên một cái tông mùi rất rất là cân bằng, xoài và sen thơm nhẹ nhàng, rất rất là gần như là không có một cái chai nước hoa nào có thể giống với combo hai mùi hương này. Do vậy anh em nào hoặc là chị em nào mà thích một cái tông mùi có thể gọi là floral fruity, một chút hương trái cây cộng thêm hương hương hoa, thì Mango Leaf và Kenzo Pure Fame rất 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 đáng để chúng ta thử, rất là thú vị, thực sự rất là hay các ông giáo ạ. Đó, combo hai chai nước hoa này. Tiếp nữa đó là Tom Ford Ombre Leather và Versace Dreamer. Tom Ford Ombre Leather thì các anh em biết quá là nhiều rồi, một tông mùi da thuộc. Về nhà Tom Ford thì về da thuộc, về thuốc lá, họ làm rất là chất, gần như là có thể gọi là một trong những anh cả về hai nốt hương này. Còn Versace Dreamer
với sự kết hợp của thuốc lá và một chút loài hương. Nhưng mà nói chung là về cái sự cảm nhận mùi hương của chai nước hoa này, đó là một dạng kiểu như barbershop, mùi hương của kem dao cạo, giống như kiểu Jean Paul Gaultier L'Homme đó, thì Versace Rimmer nó cũng sẽ tạo một cái cảm giác như thế. Và khi kết hợp giữa hai tông mùi này lại thì mùi hương da thuộc này nó đã không còn một cái gì đấy nó gai góc, nó không còn một cái gì đấy dữ dội nữa, mà với cái một chút mùi hương của barbershop đến từ Versace Rimmer, một cái gì đấy nó nhẹ nhàng, nó mềm mại, bổ trợ cho mùi hương của da thuộc. Mình thấy rằng cũng rất là thú vị. Cái da thuộc ở đây nó vẫn còn ở đó, thế nhưng nó mềm mại hơn bởi vì nó thêm một cái chút mùi hương của loại hương đến từ sản phẩm của nhà Versace. Rất là thú vị. Nói chung là mình thấy rằng đây cũng là một cái combo rất là đáng, cũng đáng để chúng ta tham khảo. Đó, Tom Ford và Versace, các anh em thử xem nhé. Nữa đó là Autumn Mission Cologne. Đây là một mùi hương vani mà chắc là từ cái thời gian vừa rồi chúng ta cảm thấy cũng khá là ồn ào. Một cái mùi hương thuần của vani. Mình rất là thích mùi hương của chai nước hoa này. Tuy nhiên nó có một cái nhược điểm, đó là nó là một cái tông mùi thuần của vani. Do vậy khi mà ngửi sau một khoảng thời gian ngắn ấy, chúng ta sẽ cảm thấy nó khá là đơn điệu, bởi vì nó chỉ đơn thuần là một mùi ngọt thuần của vani. Đó, thì lúc này chúng ta sẽ cần thêm một cái gì đấy nó tươi mới hơn. Và cái giải pháp của mình đó là mình sẽ mix cùng với Kenneth Cole Mankind Hero. Đây là một chai nước hoa có tông, có dạng style, những mùi hương của Hugo Boss. Đó, với sự kết hợp của táo, oải hương, nó tạo nên cái tông mùi mà chúng ta có thể ngửi thấy rất là, ví dụ Hugo Boss Butter, những cái sản phẩm của nhà đấy. Thì chai nước hoa này nó sẽ có style như thế. Và khi mình phối cùng với Autumn Mission Cologne thì cái tông vani nó ở đấy, thế nhưng với sự mix cùng với cái mùi hương aromatic của Kenneth Cole thì chúng ta mình cảm giác rằng cái mùi hương vani nó thanh hơn, nó tươi mới hơn, nó không còn cái kiểu ngọt đơn giản từ đầu cho tới cuối, mà ở đây nó sẽ kết hợp của táo và nó thanh mát, một cái gì đó thanh mát lẫn cùng độ vị ngọt của vani, và tất nhiên là không đụng hàng. Thì anh em nào nếu mà có dịp thì chúng ta hãy thử một chai aromatic, không nhất thiết phải là chai Kenneth Cole Mankind Hero, mà chúng ta có thể thử một cái mùi hương theo nhóm aromatic và mix cùng với mùi hương ngọt của vani của Autumn Mission Cologne thì sẽ rất là thú vị. Ok, và cuối cùng đó là combo của Santa du Pacific và Frederick Moore Autumn Magnolia. Nói về Santa du Pacific thì đây là một mùi hương kiểu của gỗ đàn hương. Tuy nhiên thì nó có một cái nhược điểm giống như là Santa Barbara, đó là cái tông gỗ nó quá là dữ, nó thô, dữ. Và nói chung là đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy nhức đầu khi mà gửi chai nước hoa này. Và mình muốn rằng ở cái tông gỗ này nó nên có một chút hương floral để có thể làm sao làm mềm cái nốt gỗ này. Và chai mình chọn đó là nốt hương hoa lan tây. Các anh em có thể thử hoa hồng hoặc là hoa nhài, bất kỳ một loại hoa nào. Còn đối với mình sẽ thử Magnolia hoa lan và mix cùng với hương gỗ của Santa du Pacific. Nó ra một cái mùi hương phê lòi cơ ông lão ạ. Cái tông gỗ đấy nó đã không còn dữ dội, nó không còn gây nhức đầu, mà cái vị hương hoa này nó mix cùng, nó giống như kiểu là một cái cây gỗ và trên đấy cái những bông hoa nở rộ lên cái thân gỗ đấy. Nó vẫn còn cái chất đặc trưng của mùi hương gỗ, tuy nhiên nó đã có hoa, có lá, ngửi nó rất là mềm mại hơn rất là nhiều. Anh em nào mà không may lỡ phải mua những cái chai tông mùi gỗ hăng ồn ào, nó rất là gây gọi là nhức đầu, thì chúng ta hãy thử một cái chai nước hoa nào có hương floral để có thể làm sao mà làm mềm cái mùi hương đấy, mà biết đâu đấy chúng ta sẽ thấy magic, ma thuật xuất hiện. Đó, hai chai nước hoa Santa du Pacific và Autumn Magnolia. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em một số những combo layer phối mùi hương mà theo cái gu mùi cá nhân của mình. Mình xin nhắc lại là khi mà chúng ta layer mùi, không có một cái quy chuẩn nào bắt buộc là chúng ta phải theo. Các anh em có thể tự sáng tạo theo những cái ý thích, sở thích mùi hương của cá nhân. Đó, thì rất hy vọng các anh em có thể tham khảo những cái mình chia sẻ và chúng ta sẽ tự sáng tạo, chúng ta sẽ tự trở thành những phù thủy mùi hương trong mắt của mọi người. Ok,
Còn bây giờ anh em mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.